bắt đối tượng cố ý gây thương tích, quy án vào chiều mùng 2 Tết. Thưa quý vị, vào chiều ngày 17 tháng 2, tức là mùng 2 Tết Mậu Tuất, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an huyện Quỳ Hợp cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Hùng sinh năm 1988, trú tại xóm Minh Tâm ở xã Minh Hợp, Quỳ Hợp về hành vi cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra ban đầu cho biết khoảng 15 giờ 30 phút, tức là ngày 9 tháng 1 năm 2018, Nguyễn Công Hùng cùng với một nhóm thanh niên đi ra từ quán karaoke tại xóm Thành Xuân, thấy xe khách Long Liên đang trên đường để bốc tôn ở cửa hàng Minh Phát. Nguyễn Công Hùng liền chửi và nhặt đá bên đường để ném anh Tuấn và tài xế xe khách. Nhóm thanh niên đi cùng Hùng đã tấn công khiến cho anh Tuấn bị thương nặng, phải nhập viện để điều trị tại trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp. Chiều ngày 17 tháng 2, Công an huyện Quỳ Hợp đã tóm gọn Hùng và các đồng phạm về quy án. Được biết Nguyễn Công Hùng từng có 2 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản và tội đánh bạc. Vừa chấp hành xong án về địa phương, được ngày 16 ngày thì lại tiếp tục phạm tội cố ý gây thương tích.